Thì đây là cái phong bì 30 man, hôm trước mình mới rút thì hôm nay mình không được cầm nữa, mình bị hết về Việt Nam. Đây, trước tiên mình phải nạp tiền vào tài khoản thì mình mới gửi đi được. Đấy. Xác nhận này. Mình cho tiền vào này. Mình gửi 30 man nhưng mà cái phí tiền gửi này nên là mình cho dư 32 man, 30 man 2 sen. Mình quay mình vừa cầm thì nó hơi khó. Đấy, mình nhét tiền hết vào đây. 30 man nữa các bạn nhé. 30 man 2 sen. Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình được nghỉ, bây giờ mình ra cây dưa trồ để mình chuyển tiền về Việt Nam. Thì ở bên Nhật thường vào cuối năm thì sẽ làm cái thủ tục khai báo thuế cuối năm các bạn. Thì mình đến hôm nay mình mới làm. Thì công ty mình thì hôm trước thì có gửi giấy tờ về báo mình làm rồi, nhưng mà hôm nay mình mới được nghỉ mình làm các bạn ạ. Thì mình làm người phụ thuộc ở bên Việt Nam nên là bây giờ mình mới ra cây dưa trồ, mình gửi tiền cho Decom để mình lấy cái giấy xác nhận là mình đã gửi tiền về Việt Nam để làm cái giấy người phụ thuộc ấy các bạn. Thì hàng năm thì nếu cuối năm các bạn mà làm cái thủ tục như thế này thì cái thuế của mình được giảm so với là không làm người phụ thuộc nhé các bạn nhé. Nhưng mà nếu mà làm người phụ thuộc thì bạn nào mà gần xin visa vĩnh trú ấy thì không nên làm, tại vì nếu mà làm thì mai mốt mà có xin visa vĩnh trú thì cũng họ xét hơi bị khó các bạn ạ, tại vì xét cái người phụ thuộc ở bên Việt Nam ấy thì khó vĩnh trú ở bên này. Thì mình còn rất là lâu nữa cơ, mình còn phải mình mới qua lại được 3 năm nên là mình còn lâu mình mới xin visa vĩnh trú, nên là cái vấn đề đó mình chưa nghĩ tới. Tại vì nếu mà xin visa vĩnh trú ấy, gần đến lúc mà xin visa vĩnh trú ấy thì mình không nên làm người phụ thuộc nữa các bạn ạ. Cách đó khoảng 2-3 năm thì mình không làm người phụ thuộc nữa. Thì khi đấy mình xin visa vĩnh trú thì nó dễ hơn. Thì bây giờ mình mới vừa qua lại, mình mới qua được 3 năm thì thời gian nó đang còn rất là dài, khoảng còn 7-8 năm nữa. Mình mới xin visa vĩnh trú ấy. Nên là hôm nay mình ra mình làm cái thủ tục đó là gửi giấy, gửi tiền về Việt Nam để lấy cái giấy ấy, làm người phụ thuộc ở bên Việt Nam. Thì năm ngoái mình cũng làm rồi, năm ngoái thì mình làm có mỗi bé nhà mình thì chắc chắn là mình làm rồi, tại vì bé nhà mình đang còn đi học ấy, đang phụ thuộc vào mình nhé. Với lại năm ngoái mình làm mẹ mình. Thì từ nhà mình mà quốc bộ ra cái chỗ mà cây dưa trồ ngoài này thì 3-4 phút thôi. Đây là cái tòa mình sinh sống mà. Hôm nay mới có thời gian rảnh rỗi các bạn ạ. Vì mấy hôm nay mình rất là bận. Vào cuối tháng với đầu tháng ấy, công việc rất là bận. Hôm nay mình được nghỉ thì mình mới rảnh thôi. Chứ mấy hôm đầu tháng với cuối tháng ấy, mình toàn là 12 giờ đêm mình mới về thôi. Thì hôm trước có đi rút tiền. Thì hôm nay đúng mình chuyển. Mình đã bảo rồi, mình mỗi lần mà mình vay tiền là xong, là mình không còn cầm được đồng nào ở trong người hết các bạn ạ. Mình rút 30 man thì hôm nay mình gửi 30 man về Việt Nam. Năm ngoái mình cũng làm cái khai báo thuế cuối năm này, làm người phụ thuộc nên là thuế nó được giảm rất là nhiều. Thì mình làm như thế để được giảm, thì cái số tiền đấy cuối năm thì mình cũng gửi về làm quà cho bố mẹ thôi các bạn ạ. Ở bên Nhật thì các bạn thực tập sinh thì không biết như thế nào, nhưng mà các bạn mà visa kỹ sư ấy thì nên làm cái khai báo thuế gửi tiền về Việt Nam, làm cái người phụ thuộc ở bên Việt Nam thì một năm được giảm tiền thuế rất là nhiều. Đây, một cạnh mùa thu ở bên Nhật, cây lá vàng thì rất là nhiều. Cây này thì rụng hết, mấy cây đằng sau mình thì rụng hết lá luôn rồi.
Đây, đây mấy mấy cái tòa mình mấy cái tòa đằng sau mình là đều là dành cho những cái gia đình mà có thu nhập thấp ấy. Tại vì năm nay mình cũng chuyển việc này, rồi mình cũng thất nghiệp mất gần 2 tháng. Nên là năm nay mình cũng không có tiền nhiều, mình gửi về Việt Nam. Bây giờ công việc mới ổn định lại á. Nên là mới có một chút gửi về Việt Nam để làm cái khai báo thuế thôi. Hai vợ chồng mình làm bên này cũng vợ mình qua, mình bảo lãnh qua được mấy năm rồi nhỉ? Gần 3 năm rồi á, 2 năm rưỡi rồi. Nhưng mà hai vợ chồng vẫn chưa dư ra được một chút nào các bạn ạ. Bên này vợ chồng mình làm ít nè, với lại có con nhỏ nữa, nên là không có thời gian đi làm nhiều. Với lại ăn xài bên này vợ chồng mình thì cũng không tiết kiệm mấy á, nên là không có dư. Các bạn xem mới xem kênh của mình cứ bảo là tháng mình 30 man, thế mình nhiều tiền lắm, nhưng mà thực ra thì mình không có tiền thật sự luôn đấy. Các bạn qua Nhật này đi làm nhiều này, xong rồi mua được đám đất này đám đất kia, còn vợ chồng mình thì chưa có gì hết. Mình có con nhỏ bên này nên là không đi làm nhiều được. Nếu mà để bé bên Việt Nam thì vợ chồng bên này tha hồ đi làm, nhưng mà bên này có con nhỏ nên là phải về nhà chăm bé. Đây, đây là đến cái tòa. Tòa này là cũng tòa dành cho những cái gia đình có thu nhập thấp. Thì mình vào cái khu này sinh sống được 1 năm rồi. Đúng tròn 1 năm luôn rồi. Tháng 12 này được 1 năm rồi. Ngày xưa mình đi thuê nhà ngoài á, 1 tháng hết 6 bảy man, chưa cộng tiền mạng với tiền điện nước. 1 tháng tầm khoảng 8 man, hết 8 man, hơn 8 man gì đấy. Nhưng mà vào cái tòa này sinh sống thì hết khoảng tầm 3-4 man thôi. Rất là rẻ, rẻ được một nửa. Bên này thì có siêu thị, có cây ATM này. Thì một lát nữa mình chuyển vào cái tài khoản Decom ấy, xong rồi mình bảo Decom gửi tiền về nhà cho gia đình mình. Xong mình in cái giấy hóa đơn mình đã gửi tiền cho Decom ấy, thì mình sẽ làm cái thủ tục khai báo thuế cuối năm. Đây thì mình đến cái cây dưa chồi đây rồi. Đây. Thì đây là cái phong bì 30 man năm trước mình mới rút, thì hôm nay mình không được cầm nữa, mình gửi hết về Việt Nam. Đây, trước tiên mình phải nạp tiền vào tài khoản thì mình mới gửi đi được. Đây. Xác nhận này. Đây, mình cho tiền vào này. Mình gửi 30 man nhưng mà cái phí tiền gửi này nên là mình cho dư 30 man 2 sen. Vừa quay vừa cầm thì nó hơi khó. Đấy, mình nhét tiền hết vào đây. 30 man nữa các bạn nhé. 30 man 2 sen. Cái máy nó đúng, đến đúng không? Thường cái máy bên này nó không đến lỗi đâu. Đấy, có một sen thì nó nhăn, nó không đến được. Em chỉnh lại, mình bỏ vào lại. Đây, ra 30 man 2 sen. Ok, xác nhận nó. Thì mình nạp tiền vào tài khoản mình, rất có tiền mình chỉnh đi á. Bây giờ mình sẽ làm một cái lệnh chuyển tiền này. À, trước mình có để dư 413 yên. Dư
giờ mình sẽ chuyển tiền. Vô số kinh này, dư cho nó cô ra ấy nó số kinh này, chuyển tiền đến cùng một ngân hàng này. Thì cái video mà mình được xem, có lượt xem nhỏ nhất đó là cái video mà mình hướng dẫn các bạn chuyển tiền từ Zucho qua ngân hàng UFJ. Rất lâu rồi. Đây là mình sẽ nhập mật khẩu và mình không quay mật khẩu nha. Đấy. Xong mình sẽ nhập cái số ngân hàng thôi. Số ngân hàng số của Decom thì mình có ghi ra một cái tờ giấy rồi. Đây. Nhắc cuối bên này. Số tài khoản của Decom nhé. 0000500. Ok. Xong rồi đến là số tài khoản này. 6 7 2 5. Cái số này mình phải nhập chính xác chứ không mà đi vào tài khoản của người khác thì chết mình. Đây mình lại mình nhập 30.000. Không biết là số tiền lớn quá hay không, nó có chưa chuyển hết không, phải chuyển 2 lần này. Thêm xuôi cho chuyển hết luôn. Đây, mình tên Nguyễn Hữu Sang thì mình không thay đổi tên thì mình không bấm Cosima. Thì cái này thì mình chọn cái nào cũng được, chứ chi ok, phí hết 100.000 nha bạn nhá. Bên này cứ một lần chuyển như thế này thì hết 100.000, tương đương với khoảng 20.000. Thì để mình xác nhận cái tên. Đây xong rồi. Thì nó đơn. Đây nó đơn mình chuyển cho Decom xong rồi nào. Decom Communication này. Ok, bây giờ mình sẽ về mình liên lạc với nhân viên Decom làm cái thủ tục gửi tiền về Việt Nam cho gia đình mình. Đấy, các bạn thấy chưa? Lời mình nói rất là thiêng. Mỗi lần mà mình quay về tiền nong, mình rút lương hay gì như cái gì đó, mình hoàn toàn không được cầm cái đồng nào đâu các bạn ạ. Mình gửi hết mất rồi. Đó, coi như đi đứt một tháng lương của mình. Đúng 30 man. 30 man thì tương đương với khoảng 6 triệu các bạn ạ. Mình tính cho nó chặn đó, thì hiện tại màn nó xuống đấy, nên là thực ra thì không được 6 triệu đâu, khoảng 5-9 triệu mấy thôi. Nhưng mà mình cứ nói cho chặn cho nó dễ tính các bạn. Đây, cái tòa bên này thì rất là sạch. Bên này thì rất là tiện luôn. Tại vì cái tòa bên này là có ngân hàng này, xong rồi lại có siêu thị này. Đây, siêu thị trước mặt mình. Nhưng mà cái siêu thị này bán đồ khá là mắc. Bên này có rất nhiều chuỗi hệ thống siêu thị các bạn. Có siêu thị bán mắc cũng đồ đấy, nhưng mà có siêu thị bán giá khác. À, bây giờ mình về nhà, mình liên lạc cho nhân viên Decom, mình làm cái thủ tục đó là chuyển tiền về cho nhà mình.